Rồi, sau khi chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta tìm ra được cái con IC bị nổ bay mất lưng ở đây, mất thông tin ở đây, thì chúng ta sẽ tra được là nó sử dụng con IC gì rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái lý do vì sao mà chúng ta nó lại bản thân nó lại bị nổ con IC nguyên bản như này, tại sao IC lại bị nổ được. Và thứ hai là khi chúng ta thay con IC khác vào, mà chúng ta thay vào và có nhiều bạn cũng đã gặp phải rồi, chắc chắn các bạn mà đã xem phải cái video được cái video này của mình thì cũng đã từng trải qua hoặc là chưa từng trải qua là vì sao là chúng ta thay IC mới vào nó cũng lại nổ. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là lý do vì sao IC nó lại nổ. Thì nguyên nhân của con IC này bị nổ ấy, thực chất là như này. Như các bạn đã biết về nguyên lý hoạt động của cái khối nguồn này rồi, đó là khi mà cái nguồn đầu ra của chúng ta mà nó thay đổi về tải, tức là tải chúng ta thay đổi, tức là ví dụ như gì, dưa le lốc đóng này, hay là chúng ta bật quạt này, tất cả các thiết bị phụ tải đằng sau nó mà hoạt động, nó phát sinh hoạt động thêm, thì có phải là gì ạ? Cái nguồn đầu ra chúng ta thêm tải thì con IC quang này nó sẽ phải phản hồi để điều tiết con IC này là gì? Là thêm tải đầu ra hoạt động thì chúng ta phải dao động tăng lên để duy trì nhằm mục đích ổn định cái nguồn đầu ra, đúng không ạ? Thì con IC photo quang này nó sẽ phải phản hồi cái tín hiệu về để cho IC nguồn biết là nguồn đầu ra chúng ta vừa có thêm cái tải hoạt động, thì bắt buộc nó phải dao động là gì ạ? Mạnh lên để cho dao động nhanh lên để cho cái nguồn ra nó gì ổn định, để đủ để cái nguồn để cung cấp cho các phụ tải. Thế thì khi mà nó hoạt động như vậy thì nó cần phải lấy cái nguồn là con tụ lọc nguồn chính của cái nguồn 300V này để nó sản sinh ra cái nguồn này. Thế nếu như mà con tụ này này mà nó bị hư hỏng ấy, thì cái nguồn của nó là gì? Không đủ, tức là không đủ 300V, ví dụ nó chỉ còn 200V thôi, thì bắt buộc con IC này đáng lẽ là nó đủ 300V, nó chỉ dao động 1.000 lần trên một gì một giây thôi, thì nó phải nếu mà điện nó còn 300V thì nó phải dao động tận gì 2.000 lần chẳng hạn. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu ý ở chỗ này không ạ? Tức là nếu mà bình thường là đủ 300V thì nó chỉ cần dao động khoảng 1.000 lần là đủ cái nguồn ra để nuôi. Thế nhưng mà do điện áp của con tụ này chỉ có khoảng 200V thôi, thì bắt buộc nó phải dao động mạnh hơn bình thường, tức là gì? 3.000 lần hoặc 2.000 lần trên một giây chẳng hạn để sinh ra nguồn. Đó. Thế thì khi mà con tụ này nó hỏng ở dạng gọi chập chờn chẳng hạn, thì nó sẽ gì? Lúc thì có 300V và thậm chí lúc thì còn có 100, dẫn đến con IC này gì? Ví dụ nó tụt xuống còn 100V thì mạch nguồn này vẫn làm việc, xuống 90V vẫn làm việc được. Thì nó tụt xuống 100V chẳng hạn, thì con IC này dao động lên 5.000 lần chẳng hạn trên một giây, để đảm bảo nhằm mục đích là gì? Sinh ra đủ nguồn. Thế khi mà nó, sau khi nó đủ nguồn rồi, nó đang dao động ở tần suất là gì? 5.000 lần trên một giây, thì đột ngột con IC này lại có điện 300V, làm cho con này giảm từ 5.000 lần về xuống còn 1.000 lần. Và cứ phập phù như vậy, dẫn đến là gì? Nó thay đổi, lên cao rồi xuống thấp như vậy, dẫn đến tình trạng nổ. Và nguyên nhân hư hỏng trong cái vấn đề gây nổ IC này chính là con IC nguồn, con tụ lọc nguồn này không cung cấp đủ nguồn cho nó và phập phù. Thì ở đây các bạn cho mình sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao mình lại giải thích cho các bạn trước rồi mình mới chỉ cho các bạn linh kiện hỏng nhé. Thì các bạn thấy là mạch in ở đây là gì? Mạch in đây là vẫn còn nguyên bản, chưa sửa chữa, mối hàn thiếc vẫn ok đúng không ạ? Tụ tiếc là không bị phồng, không bị lồi đúng không ạ? Nhưng mà con tụ này bị chết các bạn nhé. Đó, thì mình đo cho các bạn xem này. Về thông số kỹ thuật đấy, thì các bạn nhìn cho con tụ này là nó dùng bao nhiêu đây ạ? Con tụ này nhà sản xuất người ta đang dùng là 15mA 500V đúng không ạ? Thế thì các bạn mình đo cho các bạn xem là hiện tại trong cái tụ đấy là nó còn khoảng bao nhiêu vôn? À còn khoảng bao nhiêu mi? Đây nhá, mình đo cho các bạn xem luôn này. Đó, các bạn thấy à? Chúng ta đo đồng hồ gì? Nó còn không lên được mi mà nó chỉ ở dạng nano thôi. Đây, các bạn thấy chưa? Nó ở dạng nano rất là nhỏ luôn đúng không ạ? Thế ở đây mình có những cái tụ có vị khác thì mình sẽ đo cho các bạn xem này. Thí dụ cái con tụ này người ta là gì ạ? 47mA này. Các bạn đây nhìn này, 47mA 400V đúng không ạ? 47mA 400V thì chúng ta đo nó sẽ được khoảng tầm xấp xỉ 47 thôi. Đấy, 43,4mA, các bạn thấy chưa? Và đo được là 43,5mA. Đúng không ạ? Thế thì con tụ này tại sao lại 15mA chúng ta đo nó chỉ còn nano rồi, còn không lên được 1mA nào luôn. Các bạn thấy không? Đứng bằng chữ NF thôi, nano. Đó, như vậy là con tụ này, chính con tụ này bị hỏng. Nhưng cái điều chủ quan nhất của anh em chúng ta đó là gì? Chúng ta chủ quan nhất đó là chúng ta không nghĩ rằng là con tụ này nó bị hư hỏng. Bởi vì bản thân nó không bị nổ, không bị sao cả. Các bạn nhìn thấy nó vẫn lành lặn nguyên si như này đúng không ạ? Nguyên hình như này. Nói không nổ không gì thì không ai nghĩ là nó hỏng cả. Thứ hai nữa là các bạn thay con IC nguồn khác vào ấy, các bạn cắm điện vào là nó vẫn ra nguồn bình thường.
nó vẫn chạy ok. Thế nhưng mà khi mà vào hoạt động thực tế, ví dụ con dơ le này nó đóng mở lốc thì có phải là cái nguồn nó gì, cái con dơ le này là ăn nguồn khá là lớn trong cái đối với cái linh kiện trong mạch điện này, vì nó là cuộn hút. Cho nên khi con dơ le này đóng hoát thì lập tức nguồn tụt, thì con DC này bắt đầu có thể dẫn đến tình trạng là gì, dao động đột ngột tăng vọt lên để là sinh đủ nguồn, là nó sẽ dẫn đến là nổ bụp. Đấy là xong. Và anh em lần sau thay tiếp lại nổ tiếp, tại vì anh em không nghĩ rằng là con tụ đẹp lành lặn như này nó lại hỏng. Thì hôm nay mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cũng như là cái việc tìm hiểu của mình cho anh em, để anh em ra làm không gặp phải không. Thì sau khi chia sẻ cho các bạn rồi thì mình sẽ đo cho các bạn rồi, thì bây giờ mình sẽ bẻ con tụ này ra cho các bạn xem là nó bị hư hỏng như thế nào bên trong rồi nhá. Đây là các bạn thấy là nó vẫn còn nguyên mối hàn đúng không? Thật ra là bẻ là không ok đâu nha, thôi mình lấy màu hàn đi. Bẻ là dễ bị bong mạch lắm. Đây, mình sẽ nhấc cái con tụ này ra cho các bạn xem. Đấy, mình mới nhấc một mối chân ra thôi, mình các bạn thấy nhá. Mình mới nhấc có một mối thiếc ra thôi, chứ mình cũng chưa nhấc cái mối thứ hai, chân dưới còn nguyên xi, các bạn thấy là nó bị gì? Nó bị thối mục một chân ở bên trong. Đúng không ạ? Đấy chính là cái lý do mà dẫn đến là nó gì, các bạn lắp IC mới vào nó vẫn có nguồn để hoạt động, nhưng mà nó sẽ phập phù cái điện áp này dẫn đến IC dao động giống như mình vừa giải thích ấy, là nó nổ ngay lập tức, và đó chính là nguyên nhân. Các bạn phải thay con tụ này cho mình. Thay con tụ này cho mình thì các bạn thay IC đúng là đảm bảo yên tâm là nó sẽ chạy ok và không có vấn đề gì. Rồi, đấy là vấn đề nguyên nhân vì sao nổ IC. Thì sau đây thì mình cũng chia sẻ tiếp thêm một cái vấn đề nữa, là có nhiều anh em chúng ta là cứ hỏi thắc mắc là cái con tụ này nó hỏng như này chẳng hạn, thì các bạn thay con bao nhiêu. Các bạn biết là con này đang dùng là 15V 500V đúng không ạ? Thì các bạn quan tâm cho mình là khi thay thế con tụ là nguồn này, các bạn quan tâm cho mình hai vấn đề. Thứ nhất là về cái điện áp sử dụng đã, cái điện áp chịu đựng con tụ đó, là đây người ta dùng con 500V thì các bạn phải thay cho mình tối thiểu là 400V, 450, tức là trên thị trường nó có 400, 450, 500 chẳng hạn, hay 600 chẳng hạn, thì các bạn thay cho mình tối thiểu phải là 400, bởi vì điện áp ở đây là khoảng 300, trên 300 rồi. Thì chúng ta phải thay con 400, tức là về điện áp là phải từ 400V đúng không ạ? 400 cũng được, 450 cũng được, 500 cũng được các bạn nhé. Cái thứ hai á, là về cái điện dung của nó, tức là cái ở đây người ta đang dùng 15mi thì các bạn sẽ thay cho mình là gì? Bằng hoặc lớn hơn đều được. Tức là gì ạ? Các bạn có thay cho mình 15mm, 22mm, 33mm, 47mm, 68mm, 82mm đều được. Tức là gì? Tức là phải lớn, phải bằng hoặc là lớn hơn cái chỉ số mà nhà sản xuất người ta đang dùng. Chứ các bạn thay 10mm có được không ạ? Thay 10mm nó vẫn chạy được, vẫn sinh ra nguồn bình thường, nhưng mà nó sẽ không đủ cái công suất để cung cấp nguồn cho khối làm việc. Tuy vậy là sẽ dẫn đến lâu ngày dài tháng cũng sẽ dẫn đến là không độ bền không cao, không sự ổn định. Còn các bạn thay 10mm vào nó cũng ok, nó cũng chạy bình thường. Đấy, còn cái điện, ví dụ giả sử bây giờ mình có con tụ to đùng như này, mình thay được không? Mình có con 450V, 82mm, mình thay đây ok, chạy ok bình thường luôn các bạn nhé. Miễn sao là mình lắp vừa. Đấy, miễn sao mình lắp vừa. Đấy, thứ nhất là, nhưng các bạn phải hiểu là khi con tụ nó lên, nó to về cái điện áp sử dụng cũng như thì cái con tụ nó sẽ to lên. Tức là điện áp sử dụng nó tăng lên thì nó cũng to lên, điện áp chịu đựng ấy. Ví dụ lên 600V là to lên, hoặc 500V là to lên. Và cái điện dung của nó, tức là cái số mi nó to lên thì con tụ nó to theo. Nó to theo thì chúng ta lắp vào đây nó rất là không vừa, nó khó, hoặc là tí là cao hơn con dơ le này thì chúng ta không lắp mạch vào máy được. Chứ còn về nguyên lý hoạt động thì nó chạy ok các bạn nhé, không liên quan gì cả. Nó chỉ có vấn đề là chúng ta lắp nó to, nó cồng kềnh quá thì nó không lắp vừa trên hệ thống thôi, trên cái khay bo mạch thôi. Đấy, thì các bạn hiểu ý không ạ? Kể cả mình lấy luôn cái con to bằng cái đèn, mà cái pin đèn pin các bạn lắp vào nó cũng chạy được nhé. Miễn là sao cái điện áp chịu đựng là gì? Phải từ 400V, và cái số mi là phải từ lớn bằng hoặc lớn hơn cái nhà sản xuất người ta đang sử dụng. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Có rất nhiều bạn hỏi mình thì hôm nay video này mình trả lời luôn cho anh em để chúng ta nắm được. Đấy, là chúng ta thay như thế nào cho nó hợp lý. Mình thay 10mm nó vẫn chạy ok, nhưng mà về lâu dài nó không cung ứng đủ nguồn, nó sẽ gây ảnh hưởng và hư hỏng phát sinh. Rồi, thì vừa rồi đấy là toàn bộ những cái kinh nghiệm. Mình đã sửa chữa rất nhiều cái bo mạch như này, thì mình chia sẻ cho anh em chúng ta hiểu biết thêm. Trong cái mạch LG này thì nó còn nhiều vấn đề nữa các bạn để ý này. Là cái linh kiện ở đây thế cũng bị sét dỉ đúng không ạ? Và cái con biến áp xung này, cái chân biến áp xung nó khá là dỉ sét. Thì các bạn khi sửa chữa nếu mà nó dỉ quá nhá, thì các bạn nhấc biến áp ra, các bạn vệ sinh sạch cho người ta, để cho khách hàng, để mang lại một cái sự ổn định về lâu dài. Thì chúng ta sửa mạch ngoài cái việc về cái chi phí công sức chúng ta làm ra, thì chúng ta cũng phải nghiên cứu làm sao cải tiến, cải thiện, làm sao cho nó bền bỉ cho khách hàng, để về lâu dài chúng ta mang lại cái uy tín cũng như là cái chất lượng công việc. Đó, thì toàn bộ đó là những cái kinh nghiệm mình đã chia sẻ cho anh em rồi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành sửa chữa, rồi mình sẽ thử cho anh em xem là nó
quên mất là lúc nãy mình quên, mình để con tụ, vẫn cứ để con tụ hỏng này, mình đóng con IC nguồn vào thì các bạn, mình sẽ thử cho các bạn là nó vẫn chạy được. Mình quên mất, mình bị nhổ ra mất rồi, thì mình đóng vào thì nó vẫn có nguồn luôn, tại vì cái chân này nó bị thối mục nhưng mà nó vẫn với điện áp cao là nó vẫn sinh ra, nó vẫn có, tại vì khi chúng ta chạy không tải như này này thì nó vẫn hoạt động được, nó vẫn đủ cái điện để nó hoạt động bình thường, chúng ta vẫn thấy có nguồn. Và chúng ta, đó chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến cho chúng ta chủ quan và nó sẽ bị nổ lại. Rồi thì sau đây mình sẽ sửa đi, xong rồi mình sẽ thử cho các bạn chúng ta xem nhé. Rồi ok các bạn, sau khi mình đã thay cái con tụ mới, đây mình thay con 330 400V nhá, thay con này nó thấp, lắp vừa, nó thấp hơn con dơ le này, chúng ta lắp thoải mái, ok, vẫn hai nó vậy, vị trí lắp phòng ngừa nó vẫn có, cái chân người ta sẽ vẫn trên máy in người ta vẫn khoan sẵn một cái chân để lắp con to hơn. Và các bạn cứ để ý này, cái con mà in người ta thiết kế tối đa cho phép lắp được ấy, chúng ta lắp con to hơn vẫn được, nhưng mà cái con mà in người ta có thể thiết kế con bé và con to thì người ta đã vẽ sẵn cái hình in ở đây rồi. Các bạn lắp con này là vừa zin luôn đúng không ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Thế còn về nguyên lý thì các bạn lắp con to bằng cái cổ tay nó cũng chạy được. Đấy, mình thay con tụ này. Mình đã vệ sinh cái chân biến áp cho người ta, cho khách hàng này, và mình thay con IC TNI 277 này. Đây bạn nhé, TNI 277. Đấy. Mình không có con 276 thì mình lắp con 277. Như nãy mình đã chia sẻ anh em rồi, lắp con 276, 277 đều chạy được nhá. Rồi thì sau khi chúng ta thay thế những con linh kiện hư hỏng xong thì các bạn sẽ kiểm tra cho mình. Nhất là chúng ta sẽ đo cho mình con tụ lọc nguồn đầu ra này, xem là phần diode và bên IC này có chạm chập gì không. Thứ hai là chúng ta phải kiểm tra cho mình những con diode tham gia làm việc cầu nắn này. Tại vì quá trình nó bị nổ IC như vậy, rất có thể nó sẽ bị chết những con diode này. Thì chúng ta sẽ đo nhanh cho mình những con diode đó, xem là nó có bị... mình đo mặt dưới mặt trên đều được. Chúng ta sẽ đo sơ qua thôi. Đo mà nó không chạm chập thì là chúng ta sẽ tiến hành cắm điện vào. Rồi chúng ta sẽ đo cho mình xem là có chạm chập không. Đầu tiên sẽ đo con tụ lọc nguồn phía bên đầu ra này. Cứ một chiều lên một chiều không lên là ok các bạn nhé. Rồi một chiều lên một chiều không lên này. Ta sẽ đo nhanh những con diode cầu nắn không chập này. Rồi ok. Ok. Còn 5 con. Mình sẽ đo chiều ngược luôn. Rồi, mình đo mà nó không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiến hành cắm điện vào. Ok. Nguyên tắc sửa nguồn bao giờ chúng ta cũng sẽ là gì, chúng ta sẽ cấp nháy, ta sẽ đo đầu ra trước, chúng ta sẽ cấp nháy điện để xem là nó đã có nguồn hay chưa. Đó, mình cấp nháy các bạn thấy là đã có điện rồi đúng không ạ? Ok, đã có điện áp, ok các bạn nhé. Ok rồi thì mình sẽ cắm luôn. Rồi đây các bạn nhé. Đấy, đèn nguồn đã chạy rồi đây. Rồi, mình sẽ thử xem là cái quạt và dơ le lốc nó đã đóng hay chưa.
Đấy, các bạn thấy là quạt đã sáng và lốc đã chạy này. Đây mình nghe tiếng giơ lên lốc đóng rồi đây. Quạt đã chạy rồi nhá. Chúng ta sẽ thử xem là cái lốc có đóng chưa. Đấy, lốc mình nghe tiếng lốc đóng rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Lốc đã đóng ok đúng không ạ? Rồi, như vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ toàn bộ về cái kinh nghiệm cũng như là cái cách xác định IC khi bị hư hỏng, bị nổ như là mất thông số và nguyên nhân dẫn đến là hay bị nổ IC. Và bây giờ thì mạch mình đã sửa chạy ok rồi, thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Thì là cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.